thư ừ, sư theo New, New York Daily News ở Mỹ có 70 trăm người trúng độc đắc phá sản trong 7 năm thậm chí nhiều người trong số đó chết một cách thê thảm hoặc chứng kiến người thân đau đớn và họ cho đó là một lời nguyền không biết có đúng như vậy hay không và làm sao để hóa giải nó thư sư uhm thì quý vị đang nói về một cái sự thật hay một cái sự thật hiển nhiên à, thì um, nếu mà mình xét theo cái vấn đề về nhân quả khi mà mình tạo cái phước bố thí thì nó sẽ cho cái quả tài sản nhưng mà nếu như một người à, quý vị có để ý coi những cái người mà giàu á thì họ có chơi vé số không mà nếu có thì nếu như họ có trúng thì họ cũng không có bị cái kiểu mất mát tài sản bởi vì họ biết phải xài vào cái việc gì phải đầu tư vào cái việc gì chỉ có những người nghèo bình thường mình ba cọc ba đồng nhưng mà tự dưng đùng cái mình trúng một con số lớn và tự nhiên là từ đó trở đi vợ chồng thì không có hòa thuận rồi con À, chồng thì ngoại tình vợ cũng kiếm thằng khác rồi con cái thì nó chơi bời lêu lỏng thức ăn thức học rồi um, bắt đầu là họ hàng bà con bu tới xin tiền rồi từ từ nó cũng mất tình nghệ làng nghĩa xóm à, rồi rốt cuộc mình cũng xài hết số tiền đó thôi nếu như mình nói theo kiểu nhân quả là như thế nào một người mà cả đời đó Cả đời ấy, sống trong nghèo khó Mà bỗng dưng ấy, Mình được một số tiền lớn Có nghĩa là Quá khứ của mình ấy, Là một cái Một cái Chuỗi dài Mình sống trong sự bỏng sẻn Không có bố thí Nhờ vào Một cái dịp hãng hữu nào đó Bỗng dưng Mình làm cái việc bố thí mà cái chuyện mình làm bố thí đó, nó hiếm lắm, giống như trong đời của mình nó tự làm con người bỏng sẵn. À, như trong kinh có nói là một cái một cái ông nhà giàu á, ổng keo kiệt lắm. Tự nhiên một hôm nào đó ổng gặp uh, một uh, vị sư đi ngang qua rồi ổng hiểu ông ứng bà nhập sao đó, rồi ổng kêu bà vợ, bà đem miếng cơm bà đem cho ổng đi. Thì bà vợ mới nghĩ là thật là kỳ diệu thật là vi diệu ông chồng của mình đó, từ xưa tới giờ chưa nghe ông cho cái chữ cho chưa bao giờ nghe thốt ra từ cái là miệng của ông vậy mà hôm nay ông kêu mình đi cho nha yeah. đấy thì cái kiểu như vậy đó một đời ha một đời mình kêu kiện mà tự nhiên một hôm nào đó mình dở chứng mình làm phước thì cái kiểu sống như vậy nó cũng cho cái kiểu quả tương ứng tức là một đời mình nghèo nghèo muốn chết luôn nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó cái phước cũ nó chỗ thành ra mình hưởng cái quả đó mình hưởng cái quả đó nhưng mà như thế nào mình cái quả đó đó cái quả thiện nó quá nó quá nhỏ nó quá ngắn so với cái quả bất thiện của mình mà nhớ dùm nha làm phước nhà bố thí thì có tài sản nhưng mà không giữ giới thì tài sản của mình sẽ bị mất theo cách này hay cách khác hoặc là bị thiên tai hỏa hoạn hoặc là bị trộm cướp hoặc là bị um, biến động kinh tế xã hội chính trị hoặc là bị um, con cái phái gia chi tử nói chung là bằng cách này hay cách khác tiền bạc của mình mất sạch mà quý vị xét coi những cái trường hợp mà bị mất mát tài sản của những người mà mất uh, của những người chúng số nó có nằm trong những trường hợp sư vừa nói hay không hình như có có nghĩa là một đời mình không có làm thiện mà đùng một cái tự nhiên cái mình làm thiện làm được một lần rồi sau đó mình tịch luôn cho nên đời sau cho quả mình sống một đời nghèo tự nhiên mình trúng số được một lần rồi sau đó do mình không giữ giới cho nên tài sản đó mình không giữ được rồi mình bị mất rồi mình phải chịu đau khổ thành ra nhớ giùm nó không có một cái lời nguyền nào hết nha không có lời nguyền nào hết mà nhưng nào quả đó cái chuyện mà mình trúng số thì nó là phước của mình nhưng mà cái chuyện mà cái tiền đó mình không giữ được mà mình bị mất bằng cách này hay cách kia đó thì nó lại là một cái nghiệp khác nha không có nên gom hai cái đó vào nhau thì không đúng nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng như vậy mình phải làm như thế nào tạo phước không phải ngẫu nhiên mà người việt của mình ấy, người phương tây thì không có nhưng mà người việt của mình ấy, thì khuyên thường khuyên trúng giá số thì làm từ thiện đi. ít nhiều không cần biết trúng vé số đi làm từ thiện à, suy nghĩ đó là một điều tốt tại sao tại vì khi mình làm từ thiện như vậy đó tức là gì mình ăn cái quả cũ và mình gieo cái nhân mới thì như vậy đó mình đời sau kiếp khác mình còn có cái để mình ăn tiếp cái kiểu mình ăn thì hết mà người ăn thì còn còn nếu như mà mình một cắt mình cũng không muốn bỏ ra thì coi chừng khi cái tâm lý của mình đó, mình không muốn bỏ ra một đồng không muốn tốn một đồng cho những người không liên quan như vậy là cái sự bỏng sẻn của mình ấy, Nó rất là nặng Mà cái sự bỏng sẻn nó là Nhân là duyên cho sự nghèo hèn à, Thành ra khi mà mình có cái tư tưởng đó Rồi mình giữ tài sản lại Thì mình càng giữ tài sản càng mất Thì nếu như quý vị hỏi làm sao Thì chỉ có cách đó thôi Ráng ừ, tích cực à, Tạo phước Thì mình tạo phước nhiều á Và tạo thường xuyên Thì mình sẽ giàu thường đó, giàu thường xuyên giàu từ nhỏ giàu tới già chứ không có tới mức là mình keo kiệt cả đời lãnh lắm thi thoảng lắm thì mình mới bố thí một lần nó sẽ cho cái quả nghèo lâu lâu trúng số một lần mà trúng xong rồi là mất đấy thì đó là lời khuyên của sư